The Australian government has increased the childcare subsidy, which helps more children like Mia develop their learning and social skills. And parents like Dani work or study more. It helps businesses find more staff and companies hang on to their people. So easing pressure on many families is good for children and good for Australia. To find out more, visit childcaresubsidy.gov.au. Authorised by the Australian Government, Canberra. Có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hạng, đẳng cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Nước mắm Hoàng Gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Adelaide, nước mắm Hoàng Gia đang được phân phối tại Maxim Asian Food Wholesaler và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Tiên qua số 0412 398 166. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, mặc dù sự gia tăng dân số di dân là một trong những nguyên nhân khiến nguồn cung nhà ở bị khan hiếm, thế nhưng chính phủ lao động Albanese vẫn dự kiến là sẽ tiếp tục gia tăng số visa được cấp cho di dân tay nghề trong thời gian sắp tới. Trong lĩnh vực tài chính, nước Úc may mắn được xếp hạng tín dụng ở mức cao nhất là AAA. Cũng liên quan đến sinh hoạt tài chính, Tứ trụ ngân hàng ngày hôm qua đã tham dự phiên điều trần trước Ủy ban Thượng viện về việc đã đóng cửa hơn 1.600 chi nhánh ngân hàng trong 6 năm qua, mà đa số tại các vùng nông thôn. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay, thứ 6 ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Vietface TV. Đầu tiên là tin liên quan đến chương trình di dân, dự kiến sẽ tiếp tục tăng vọt dưới thời chính phủ lao động. Chính phủ lao động Albanese đang lên kế hoạch cải tổ sâu rộng hệ thống di dân nhằm gia tăng nhân số di dân nhập cư vào Úc lên mức cao nhất trong vòng 3 thập kỷ qua. Theo tạp chí tài chính Australian Financial Review, thì những thay đổi này có thể cho thấy một hệ thống di cư theo cấp bậc sẽ được áp dụng cho các doanh nghiệp muốn thuê mướn lao động nước ngoài, với nhiều cấp bậc lương bổng khác nhau, cũng như các yêu cầu khác tùy mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, các công đoàn và doanh nghiệp hiện đang có xung đột về các điều khoản của kế hoạch di cư mới này, khi mà trước đây chính phủ Albanese đã đề nghị mức lương cho thành phần di dân tay nghề lên đến 200.000 đô la một năm. Và sau khi nhận nhiều chỉ trích từ các doanh nghiệp, thì mức lương này đã được giảm xuống còn 98.000 đô la. Ngoài ra, những cải tổ về di cư cũng bao gồm quá trình cấp thị thực visa nhanh chóng hơn để bảo đảm nước Úc không đánh mất nhân tài vào tay các quốc gia khác đang có sự cạnh tranh với Úc như Canada, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Singapore. Theo dữ liệu từ chính phủ liên bang, quá trình xử lý đơn thị thực visa dành cho những di dân có tay nghề lên đến 83 ngày vào tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên sau đó đã giảm xuống còn 38 ngày vào tháng 6 năm 2023. Tỷ lệ thất nghiệp tại Úc vẫn đang ở mức thấp nhất trong 5 thập kỷ là 3.7%. Sau khi thị trường nhân dụng trong tháng 8 đã có thêm 65.000 công ăn việc làm mới. Điều này cho thấy là thị trường lao động tại Úc ngày càng chặt chẽ và đã dẫn đến ngày càng tăng áp lực lên chính phủ trong việc cải tổ hệ thống di cư. Bộ trưởng Nội vụ Claire O'Neill trước đây gọi hệ thống di cư của nước Úc là bị hỏng và đã đổ lỗi cho chính phủ Morrison tiền nhiệm vì đã không cố gắng giải quyết những thách thức lớn của quốc gia. Tin sinh hoạt tài chính. Úc tiếp tục được xếp hạng tín nhiệm ở mức cao nhất là AAA. Việc quản lý kinh tế và ngân sách của Úc đã nhận được sự tán thành mạnh mẽ với việc công ty S&P Global Rating đã tái khẳng định xếp hạng tín dụng ở mức cao nhất là AAA. Cơ quan xếp hạng tín dụng S&P cho biết giá hàng hóa và lạm phát cao cùng với điều kiện việc làm tốt
đang thu hẹp thâm hụt tài chính của nước Úc và nhu cầu vay vốn cũng đang chậm lại. Cũng theo S&P, thì dự báo thâm hụt của chính phủ sẽ ở mức trung bình khoảng 1,4% của tổng sản lượng nội địa GDP, và đặc biệt là trong khoảng thời gian từ năm 2023-2024 đến 2025-2026. S&P cho rằng nợ chung của chính phủ vẫn ở mức dưới 30% của GDP. Mặc dù vậy, S&P cũng cảnh báo là thứ hạng cao này có thể bị hạ giảm nếu thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng, khiến nợ ròng và chi phí lãi vay mượn tăng lên. Tăng trưởng GDP thực tế được dự báo sẽ chậm lại còn 0,6% vào năm 2023-2024 do việc cắt giảm lãi suất bắt đầu có hiệu lực và tỷ lệ thất nghiệp tăng từ mức thấp lịch sử. Kết quả ngân sách cuối cùng của chính phủ lao động sẽ được công bố vào cuối tháng này và dự kiến sẽ cho thấy mức thặng dư đầu tiên sau 15 năm. Cho đến thời điểm này, Úc là một trong 9 quốc gia duy nhất được cả 3 tổ chức xếp hạng tín dụng lớn xếp hạng AAA. Cũng tin sinh hoạt tài chính, tứ trụ ngân hàng cần phải giải thích lý do vì sao đã đóng cửa hàng loạt chi nhánh ngân hàng. Trong 6 tháng qua, Thượng viện đã thực hiện một cuộc điều tra để tìm hiểu lý do tại sao hơn 1.600 chi nhánh ngân hàng đã liên tục đóng cửa trong 6 năm qua, đặc biệt là các chi nhánh tại vùng nông thôn. Và hôm qua, giám đốc của tứ trụ ngân hàng tại Úc đã đối diện với cuộc điều trần. Lý do mà tất cả 4 tổng giám đốc của ngân hàng CBA, Westpac, ANZ và NAB đã nêu lên là vì số lượng khách hàng trực tiếp đến các chi nhánh ngày càng giảm sụt, vì hầu hết những khách hàng này đã chuyển sang sử dụng ngân hàng kỹ thuật số. Tuy nhiên, câu trả lời đó không phải là tất cả những gì cuộc điều trần quan tâm, và sự xuất hiện của các vị tổng giám đốc này đã cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về tương lai của tiền mặt trong nền kinh tế, sự bùng nổ kỹ thuật số và cách mà các ngân hàng dự định cung cấp dịch vụ cho khách hàng trên khắp nước Úc khi quá trình chuyển đổi tiếp tục. Giám đốc điều hành ngân hàng CBA, ông Matt Coleman, người đầu tiên xuất hiện trước ủy ban ngày hôm qua, đã lưu ý rằng việc chuyển khỏi giao dịch tiền mặt là không thể phủ nhận. Theo lời ông Coleman, thì 5 năm trước, 43% số giao dịch tại các điểm bán hàng là tiền mặt. Ngày nay, con số này là khoảng 15%. Trong khi đó, mỗi tuần khách hàng giao dịch hơn 18 tỷ đô la thông qua ứng dụng Combank, tức là đã tăng 64% chỉ sau 2 năm. Cũng theo lời ông Coleman, thì chi phí để duy trì sinh hoạt tiền mặt tại ngân hàng là một việc làm tốn kém, với ước tính là việc tiếp tục phân phối và cung cấp tiền mặt sẽ khiến ngân hàng CBA tiêu tốn khoảng 400 triệu đô la mỗi năm, tương đương khoảng 40 đô la cho mỗi một trong số 10 triệu khách hàng. Trong bối cảnh này, ông Coleman cho rằng việc đầu tư để chuyển đổi từ chi nhánh ngân hàng sang giao dịch bằng kỹ thuật số là vô cùng quan trọng. Và đó cũng là lý do vì sao mà hơn 1.600 chi nhánh của tứ trụ ngân hàng đã lần lượt đóng cửa trong 6 năm qua. Hầu hết các ngân hàng đã tạm dừng kế hoạch đóng cửa các chi nhánh tại vùng nông thôn. Kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 2, hai trong số tứ trụ ngân hàng là Westpac và ANZ đã cam kết tạm dừng việc đóng cửa các chi nhánh ngân hàng, trong khi ngân hàng Commonwealth đã đồng ý duy trì hoạt động này cho đến ít nhất là năm 2026. Riêng ngân hàng NAB vẫn kiên trì với quan điểm của mình và đã đóng cửa khoảng 30 chi nhánh khu vực trong 6 tháng qua. Tuy nhiên, việc đóng cửa các chi nhánh ngân hàng này đã được thay thế bằng dịch vụ ngân hàng tại bưu điện, tức là Australia Post. Cho đến thời điểm này, trong số tứ trụ ngân hàng đã có 3 ngân hàng đang hợp tác với Australia Post để khách hàng có thể thực hiện việc rút tiền hoặc gửi tiền. Đó là Westpac, NAB và CBA thông qua dịch vụ Bank at Post. Riêng ngân hàng ANZ trước đây là một phần của dịch vụ Bank at Post, nhưng khách hàng của ANZ không thể sử dụng dịch vụ tại các bưu điện sau ngày 14 tháng 1 năm 2019, sau khi ANZ chấm dứt hợp đồng với Australia Post. Hiện Bank at Post đang cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ ngân hàng tại hơn 3.400 bưu điện trên khắp nước Úc, cho phép khách hàng hoặc doanh nghiệp nhỏ thực hiện rút tiền, gửi tiền và truy vấn số dư. Ông Coleman phát biểu tại phiên điều trần rằng CBA đã đóng góp hàng chục triệu đô la cho dịch vụ Bank at Post, trong khi Westpac đã cam kết ký hợp đồng 10 năm với trị giá hơn 200 triệu đô la. Tương tự, ngân hàng NAB cũng có quan hệ đối tác thương mại 10 năm với Australia Post, giúp ngân hàng có mặt tại hơn 3.400 địa điểm trên toàn quốc. Đây là con số cao gấp 3 lần so với những gì NAB từng có.
Cuộc điều tra về việc đóng cửa ngân hàng khu vực lần đầu tiên được tiến hành vào tháng 2 và đã đi khắp đất nước để điều trần công khai, và dự kiến báo cáo cuối cùng sẽ được đệ trình trước ngày 1 tháng 12. Tuy nhiên, vào ngày 14 tháng 9 vừa qua, Thượng viện đã cho Ủy ban gia hạn thời gian để báo cáo cho đến ngày họp cuối cùng vào tháng 5 năm 2024. Kế đến là tin sinh hoạt bán lẻ. Người sáng lập chuỗi nhà thuốc Tây Terry White tuyên bố về hưu. Người sáng lập chuỗi nhà thuốc Tây Terry White Chemist và vợ đã đưa ra một quyết định quan trọng sau 65 năm kinh doanh. Terry White, 87 tuổi, và vợ là bà Rhonda, những người sáng lập công ty Terry White Chemist, sắp nghỉ hưu sau 65 năm điều hành một trong những chuỗi nhà thuốc Tây lớn nhất nước Úc. Vợ chồng ông Terry White đã phát triển hệ thống Terry White Chemist từ năm 1994, và cho đến thời điểm này, Terry White đã có hơn 500 cửa hàng trên toàn quốc Úc Châu. Mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng cái tên Terry White sẽ vẫn tiếp tục được sử dụng bởi tập đoàn EBOS là chủ nhân mới của thương hiệu này. Tên Terry White Chemist được tập đoàn EBOS mua lại vào năm 2018. Giám đốc điều hành EBOS, ông John Curlity, đã nói với đài số 7 rằng ông bà Terry White chính là những người tiên phong thực sự trên thị trường dược phẩm tại Úc. Hệ thống Terry White Chemist chính là di sản của ông bà Terry White đã để lại cho nước Úc, cùng với những cam kết vững chắc của họ, không những đã định hình một ngành bán lẻ, mà còn tác động tích cực đến vô số cuộc sống trên khắp Úc Châu. Cuối cùng là tin từ New South Wales, thị trưởng từ các điểm nóng du lịch để mắt đến thuế đánh vào Airbnb tương tự như quyết định của Victoria. Sau khi thủ hiến Victoria loan báo kế hoạch đánh thuế 7.5% vào những căn nhà cho thuê ngắn hạn kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, thì tại New South Wales, một thị trưởng của một điểm du lịch hấp dẫn đã lên tiếng cho rằng hành động cân bằng giữa du lịch và nguồn cung nhà ở cần được xem xét cẩn thận trước khi áp dụng thuế cho thuê ngắn hạn đối với các nền tảng như Airbnb và Stays. Hội đồng Eurobolada Shire là nơi có khoảng 1.200 căn nhà cho thuê ngắn hạn đang hoạt động, khoảng 36% tổng số nhà ở, mà theo nhận xét của thị trưởng Matt Hatcher thì đây là mức rất cao. Do đó, chính phủ phải thật sự thông minh khi đưa ra các quyết định liên quan đến lĩnh vực này. Theo ý kiến của ông Matt Hatcher, thì mặc dầu việc nhu cầu nhà ở cho cư dân địa phương rất quan trọng, nhưng chính phủ cũng cần phải quan tâm đến những người làm việc trong lĩnh vực du lịch tại mỗi địa phương. Và do đó, ông hy vọng là chính phủ nên có sự tham khảo ý kiến với từng hội đồng thành phố trước khi đưa ra mức thuế liên quan đến hình thức thuê mướn nhà cửa ngắn hạn. Trong khi đó, Bộ trưởng Gia cư tại New South Wales, bà Rose Jackson cho biết, tất cả các lựa chọn của tiểu bang trong việc đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà ở đều sẽ được đặt trên bàn. Nhưng chính phủ Chris Minns sẽ xem xét các quy định về chỗ ở cho thuê ngắn hạn vào cuối năm nay. Riêng thị trưởng hội đồng thành phố South Haven ở phía nam Sydney, bà Amanda Findlay, thì cho biết bà mong muốn chính quyền tiểu bang sẽ trao cho các hội đồng quyền kiểm soát nhiều hơn trong lĩnh vực thuê mướn nhà cửa ngắn hạn. Hay nói cách khác, nếu New South Wales quyết định đánh thuế vào những căn nhà cho thuê qua Airbnb, thì số tiền thuế thu được nên chuyển sang cho hội đồng thành phố địa phương, để các địa phương có thể tự giải quyết việc cung cấp nhà ở cho cư dân. Bà Findlay cho biết, hội đồng thành phố South Haven có thể kiếm được khoảng 700.000 đô la một năm để sử dụng vào quỹ hỗ trợ cung cấp nhà ở giá rẻ. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào 3 giờ chiều nay.